Hello xin tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của Đậu 98 Gaming các bạn ạ. Thì ngày hôm nay mình đã nhận được một cái mã code mà lúc sáng mình đăng nhập ngày hôm nay được rồi. Thì cái mã code đó nó nhận được 20 kim cương nha các bạn nhé. Uầy, quá là xịn xò luôn. Thì ngoài ra thì mình còn nhận được một đống quà bảo trì lúc tối hôm qua ấy. Nếu bạn nào để ý trong game thì tối hôm qua nhà phát hành có bảo trì một thời gian ngắn. Xong rồi vào mình đã nhận thấy được hai cái vé code, vé bốc thăm chủ đề, hai hộp mỏ kim cương các bạn ạ. Uầy, quà thưởng bảo trì quá là to luôn. Thế này ngày nào nhà phát hành bảo trì thì tốt biết mấy nhỉ các bạn nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ nhận 20 kim cương trước nha. Rồi cái quà kim cương này là cái quà của cái sự kiện mà 10 cái hộp quà mình bảo các bạn điểm danh hàng ngày ở trên cái chỗ sự kiện ấy. Bạn nào mà muốn biết thì có thể vào kênh của mình kiểm tra, mình có để link ở bên dưới đấy. Đấy các bạn vào đó thì sẽ có cái link để các bạn tham dự sự kiện này. Đấy, hôm qua đăng nhập là được 20 kim cương các bạn ạ. Ui, và hôm kia thì chúng ta sẽ nhận được một mã code cao phần nha. Đấy, ngoài những cái mã code cao phần ra thì các bạn đăng nhập hàng ngày được nhận quà định kèm. Ví dụ như ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được 20 kim cương đấy các bạn ạ. Quá là xịn xò đó. Ngoài thì đăng nhập thì sẽ được 48 thú cưng. Đây nha, mình sẽ nhận hai cái vé cao phần trước nha. Hai vé này thì chúng ta sẽ mở được hộp. Đây, mình thấy có nhiều bạn ấy còn mở được 80 mấy kim cương cơ. Ui, nhân đấy là nhân 2 nha. Thì không biết là mở được bao nhiêu kim cương bây giờ. Ui, 12 kim cương ạ. Không hiểu sao các bạn mở 88 kim cương mà tôi mở 12 kim cương, thì chứng tỏ là mỗi hộp tôi chỉ mở được có 6 kim cương. 12 kim cương này là x2 rồi nha các bạn nhé. Hai hộp được 12 kim cương là mỗi hộp thì có 6 kim cương thôi các bạn ạ. Quá là xui các bạn ạ. Đèn quá, không sao, ăn ủi vậy các bạn. Uầy. Đấy, mình được nhận hai cái vé cao phân thì mình sẽ vào đây mình sẽ mở cái này nha. Đấy, đâu giờ. Đây, hôm nay mình chưa mở 5 cái hộp này các bạn ạ. Còn 5 cái hộp này chưa mở. Ui, tôi bị chiên. Mong là sẽ ra một cái áo hay cái gì đó. Khá là buồn khi mình mở cái hộp kim cương hơi bị đen ạ. May là được cái quà 20 kim cương nó bù lại cho nó, không thì quá là cùi. Ui, xúc xích tương cà. Không thể ra một món đồ gì ngon hơn à. Hôm nay có vẻ không có vận may mở hộp các bạn ạ. Hôm nay mở hộp là không có vận may rồi. Mình thấy là không có vận may rồi đấy. Mở xem nào. Còn hai cái vé cao phần, mong là phát này nó mở đen lên tí, những vé cao phần nó mở cho mình cái ba lô gọi là phản lực. Mình đang cần cái ba lô đấy. Nhiều bạn mở đúng một vé là ra luôn nhá. Mà mình mở từ hôm nọ đến hôm nay phải đến mười mấy vé rồi mà không ra ấy. Mình thấy có nhiều bạn trên group còn mở đến mấy nghìn kim cương ấy mà không ra cơ. Không hiểu cái tỷ lệ nó hành cho kiểu gì ạ. Đây rồi, đây hai cái vé này mà mình đang cần ạ. Tổng cộng từ hôm nọ giờ mình mở chắc phải tầm độ 15 cái vé này rồi các bạn. Đây nha, mong là thôi mình sẽ bấm vào mấy cái đồ cùi để nó ra đồ xịn nha các bạn nhé. Chứ bấm vào đồ xịn thì thấy ra toàn đồ cùi thôi. Cái này hình như mình chưa có này. Ôi trời, sao bấm đồ cùi ra đồ cùi vậy trời. Không đúng theo kịch bản thế nào các bạn. Đúng cho kịch bản đi nào. Uầy, cái này mình có chơi nhỉ. Quá đúng cái đoạn gây cấn thì bị đít ạ. Tôi không hiểu cái game này kiểu gì ạ. Quá là buồn các bạn ạ. Đúng đến lúc gây cấn thì bị đít ra ngoài ạ. Trời ơi, chạy thế không biết được. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào làm cái nhiệm vụ đâu nhỉ. Đây này, có cái nhiệm vụ nốt cái này. Đấy, đặt hai lần A cộng nữa. Thì bây giờ mình sẽ vào trường để mình đi học thử nha. Xem có đạt nốt được hai cái mốc A cộng không. Bây giờ vẫn còn tầm độ 2 tiết học nữa. Một tiết học lúc 2 giờ và một tiết học lúc 4 giờ thì phải. Vẫn kịp 2 tiết học nha. Nếu như may mắn thì chúng ta sẽ đạt được nốt hai cái điểm A cộng. Còn không thì chúng ta phải chịu rồi. À bây giờ mình đến tiết 2 các bạn ạ. Mình một A còn 3 tiết nữa cơ. Ồ, quay. Vẫn còn đủ 3 tiết để chúng ta làm nốt cái nhiệm vụ nha. Trời ơi, ngày hôm nay không biết là ô, được ép luôn rồi. Vậy thôi, chúng ta sẽ đi đến cái dàn tiếp theo luôn ha. Tiết 3 tin học đi. Mong là sẽ được A cộng nhá. Chứ được A là không hoàn thành đâu, bắt buộc phải A cộng nha các bạn nha. Tức là các bạn cái môn của bạn phải gọi là đặt tủ luôn đấy. Nghe có vẻ tin học này cũng hơi khó, bấm mấy cái từ tiếng Anh này cũng hơi khó đấy các bạn. Rồi, mong là mình sẽ bấm được A cộng ha. Nói chung là bấm không sai là có khi là được A cộng đấy. Hình như là 100 điểm mà được A cộng đó.
Nào nào nào, bây giờ ăn trưa. Cái tầm mấy giờ nhỉ? 2 giờ. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 1 giờ 8, còn 1 phút nữa mình thành công cơ các bạn ơi. À, thì tiện là còn 1 phút nữa thì mình sẽ thông báo cho mọi người luôn. Đấy. Thì chủ nhật tuần cuối tuần này chúng ta sẽ có đào dương, đó là đào của cái con này là con gì nhỉ? Con mèo, mèo gì ấy. Đấy, con mèo đen này này, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Ui. Ba bộ nha. Và tuần này sẽ có X2 luôn nha, bởi vì là tuần đầu tiên nên lại có X2 nha. Đó, đó là cái sự kiện đào dương của tuần tiếp theo. Đấy. Các bạn nào mà đào thì đào đi. Thì thường thường gần đây thì mình cũng ít khi mình đào vào cái hôm X2 lắm, bởi vì đào vào hôm X2 rất nhiều bạn hack đi dẫn dương. Càng tập đêm thì càng nhiều người dẫn dương, cho nên là các bạn mà có đi đào hôm đấy thì cũng chả đào được đâu. Các bạn hack các bạn đào hết rồi. Tỷ lệ đào của các bạn nó thấp lắm. Thế cho nên là mình toàn để đợi đến X1 mình đi đào, lúc đấy các bạn hack các bạn ấy đào hết cái hôm X2 rồi. Thì hôm X1 đấy mình đào, mình đào. Đa số toàn mấy bạn mới chơi và các bạn đến đào hôm X1 thôi mà. Đó. Rồi, thì chắc là chuẩn bị đến cái giờ học rồi đấy. Rồi. Cố gắng kiếm đến 2 điểm A cộng nữa để hoàn thành nha các bạn nha. Rồi, còn 19 giây các bạn ạ. Mình thì cũng rất là lâu rồi mình chưa có đi học ở đây kìa. Ngày xưa đi học thì cũng gọi là hơi tù tù đấy. Lâu rồi không học thì bây giờ học cũng không biết có ra cái thể thống gì không đây. Có khi đúng mấy lớp ấy. Rồi, nhập thứ tự theo bảng chữ cái phù hợp. Yes. Rồi, cái này thì mình biết mình có thể đọc rap. Ok. Du này là một bách thú này. Cút. Ok, apply. Rồi, copy. Từ này thì mình biết này, sao ép này. Ok. Mình nhầm ở down là lùi đấy. Crit. Humor. Ok, foul. Cái này thì mình biết human. Hammer. Copy. Rồi. Heal. LTH à. Rồi. Eleven. Cái này hơi dài ạ. Design. Copy. Cái ngược hai dấu ạ. Ram. Hi. EDN. Wow, không kịp nốt ạ. Buồn thế. B ạ. Ui, thế này có khi mình không kịp được 2 điểm A cộng rồi. Mình bấm nhanh thế mà có nhiều bạn cũng bấm được A vừa. Siêu thế nhở. Giờ giải lao các bạn ơi. Ta nối hình vẽ nha. Không biết là có nối được A cộng không. Phải, mình còn thiếu 2 cái điểm A cộng nữa cơ, cho nên là bắt buộc phải đủ 3 điểm A cộng mới được tính. Uầy, buồn thế. Tí nữa thì đạt được điểm rồi. Xem nào. 4 giờ mới đến, là bây giờ mới có 3:55. À rồi, chuẩn bị đến giờ rồi. Cố gắng nha. Cố gắng phát này phải đạt được A cộng nha. 20 giây cho tôi. Uầy, giờ bạn thả tim cho mình nhé, mình thả tim lại cho các bạn đấy cho nó. Thư gì đấy. Rồi ok, 10 giây. Hỏng rốt rồi, đi học con đường điểm B là được tiên tiến thôi. Mình đi học phải kiếm học sinh giỏi xuất sắc như vậy đúng không? Kết nối các hình bằng đường thẳng. Bài tủ, mấy cái này có khi tủ rồi. Bài rất là nhiều nha. Cái này phải nối cực kỳ nhanh các bạn. Nối nhanh thì các bạn sẽ nối được nhiều. Ok, cái kia mình nối nhanh quá, không được các bạn. Ok luôn. Cái trình độ nối của mình nó cũng không nên nối tệ lắm các bạn. Ok. Thường thường sau nó sẽ có một cái hình khó các bạn nhé. Rồi ok. Mình đi còn lại nó vẫn kiểu như này thôi.
con này là cũng khớt phết rồi nhỉ. Bạn nào mà nhanh tay nhanh mắt là các bạn đấy là nối sẽ rất là nhanh. Ủa chưa? Mình thừa cái đường này thôi. Ok á, có đủ à? Ui đừng có A các bạn ạ, phải A cộng mới được tính cơ. Ủa mấy bạn kia được A cộng luôn kìa. Buồn thế. Trời ơi. Tôi tiết cuối cố gắng các bạn ơi, tiết cuối để cố lên một điểm A cộng ạ. Đi học thế này là vứt đi rồi các bạn ơi. Nó còn phải bắt A cộng cơ ạ. Ừ, A thì không được cơ. 3 tiết được một tiết B một tiết A, mong một tiết này sẽ được A cộng. Học phải có tiến bộ dần chứ đúng không bạn? Học phải có tiến bộ dần nữa. Mấy giờ ta? 6 giờ à? Ở đây đến luôn này, đến luôn. 30 giây nữa. Buồn ghê. Suýt nữa thì được A cộng và mình có một đoạn mình nối lỗi cho nên là mình đã ghép được 20 cái, mình nhớ không nhầm là 20 cái là sẽ được A cộng. Đấy mình nối được có 17 cái thôi. Vẫn bị chậm. Chứng tỏ nhiều bạn nối rất là nhanh nha. Nhiều bạn nối rất là nhanh. Rồi, phát cuối nha, phát cuối kiếm nha. 257, ok. Ủa, bấm tiếp vẫn hạng 6 ạ. Bấm nội cái bấm nhanh nhé. Ôi dồi, mình cho 1 luôn. Đấy, bấm đầu luôn. Chúng ta phải bấm thụt ạ. Bấm chuột nhanh quá. Uầy, top 3 các bạn ạ. Bấm top 3. Buồn cái 50 điểm nữa à. Có 50 điểm nữa các bạn ơi. Top 2, 62 điểm. Uầy, số 5 này. Uầy, chậm quá. Bạn này tính chậm quá các bạn ơi. 12, 81 nè. Nhìn là biết bắt. Vừa mình bấm còn cuối ạ. 49, 53. Ủa à, bên 51. Rồi. Đi học này vứt đi các bạn. Đi học này, B điểm mới chắc. Rồi B cộng là tôi trời ơi. Đi học. Đi học là chết tôi không ạ. Thôi từ bây giờ tôi không đi học đâu, mau tiếng nè. Và clip mình xin dừng đến đây nha, mọi người, biết game với người, bye bye.